Và xin chào toàn thể anh em audio. Và lại một sự lãng quên nữa của người Nhật, đó là chiếc Tuner 7800 móc đôi. Kèm theo đó thì đây là chiếc âm ly Pioneer i7. Anh Ngọc anh ấy đã đặt tiền cho bên em rồi. Đấy, thì là bây giờ em sẽ test. Cùng tiện đó thì em sẽ test luôn cùng với chiếc Tuner 7800 móc đôi, mà con này bên Phạm Thức Audio bên em đã độ lên và cho nó lên bản full FM. Tí nữa các bác sẽ nhìn thấy em test thì các bác sẽ hiểu. Đây, bác ở Kinh Môn Hải Dương. Cái sản phẩm này bên em bán cho các bác là đầu năm năm mới. Thì em đang bán 2 triệu thì em giao lộc cho bác 100. Thì còn 1 triệu 9 thì anh đã đặt cọc trước cho em 500. Đây, đây là một sự lãng quên mới kinh điển luôn. Lòng vàng luôn nhá. Một sự lãng quên kinh điển. Chưa dùng tí gì luôn. Đấy, người ta gọi sự lãng quên. Mới đến nỗi choáng luôn. Vài bác nào mà cứ lôi con này ra mà so sánh để mà bảo em phải tìm được một con giống như con này ấy, thì em cũng xin lỗi rằng là không có đâu nhá. Hiếm lắm. Còn nguyên thùng xốp chưa chắc đã đẹp được như này. Lại còn đế vàng nữa. Bác Liên nhá. Ok, đấy là về rụt ga. Xin toàn tập. Và đây, sau đây là đến tiết mục của con Omni Pioneer i7. Anh ấy tên là anh Ngọc. Anh ở Ân Thi, Hưng Yên. Anh đã đặt cọc cho bên em là 1 triệu. Sản phẩm này bên em đang bán là 3 triệu 9. Với một người dễ tính và giải quyết nhanh vấn đề thì em sẽ giao lộc cho 100. Đấy, mã số series là 1389. Đẹp dã man luôn. Tắt nguồn đi. Tắt nguồn đi để làm gì? Để rút cặp suất ra cho các bác xem. Đấy, đây là phần suất của máy. Sotoshiba 2SC3546 và SA1389. Đấy, máy rất đẹp. Một sự lãng quên của người Nhật. Độ zin là tuyệt đối. Hai cái tụ nguồn đây. Electric. Đây, Ella Electric. Và đây là nguồn điện của nó. Rồi, ngắm thoải mái chưa các bác? Hai bác ngắm chưa? Ok chưa? Bây giờ bắt đầu em lắp lại và bắt đầu test nhé. Vâng, và đây là sau khi đóng nắp và bắt đầu em test cho các bác xem. Hiện tại bây giờ em đang bắt đài tiếng nói Việt Nam. Đây là FM nhá. FM này, giải mụ FM. Đấy, 101. Vâng, và đây là đang test giải FM của sản phẩm. Đây các bác nhìn. Đây là AM nhá. Khi mà đạt tín hiệu thì cái sóng của nó sẽ nhảy nhót ở đây. Bây giờ mình bắt đầu test FM này. Gạt cái này lên FM. Thực sự ra thì test FM, AM thì FM thì nó phụ đài, nó phụ thuộc vào thời gian. Từng đài, từng đơn vị một nó phát giờ nào và như thế nào. Thành phố liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, sản xuất thuốc dược liệu, công tác quản lý ở các đơn vị y tế. Số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng tăng. Và cái sóng FM AM này nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào vị trí gia đình mình. Đấy, nên là các bác nếu như mà trong trường hợp mà sử dụng dùng thì tốt nhất vẫn phải dùng thêm một cái dây điện như thế này để nối anten, để nối anten vào đây nhá. Đấy, là một bác sĩ thứ nhất phải được đào tạo bài bản. Đối một cái dây điện lên bình thường thôi, các bác nhé. Đài Nam Định nếu em nhớ không nhầm thì là 95,5 MHz. Thì hiện tại bây giờ nó đang thu ở vị trí này. Vì vậy FM 101 MHz thì nó khoảng chừng ở chỗ này này. Đấy, cái này còn xoay được đến đây cơ mà. Đấy. Và cũng có thể là đài Nam Định nó đang tiếp sóng và nó phát đúng vào vị trí này. Thì các bác cái này thì bên thợ bên em đã kiểm tra kỹ rồi. Thì tại thời điểm này thì đang bắt được như vậy, FM bắt được như vậy. Rồi các bác nhé, xin chào quý vị và các bạn.
Anh em nhớ phải mắc dây anten cho sản phẩm. Rồi, thank you các bác. Cảm ơn các bác đã xem ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio trong thời gian vừa rồi.